Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7 tháng 6 đã yêu cầu tập đoàn Almaz Antey đẩy nhanh tốc độ vận hành các cơ sở sản xuất mới để sản xuất các hệ thống phòng không hiện đại cho quân đội. Trong chuyến thăm các nhà máy sản xuất tên lửa sử dụng trong các hệ thống phòng không, Bộ trưởng Shoigu cho biết hiện nay nhu cầu về các sản phẩm do tập đoàn Almaz Antey sản xuất đang rất cao. Chúng cũng đã chứng minh được hiệu quả trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Yan Novikov, người đứng đầu Almaz Antey, báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu rằng trong năm 2023, tập đoàn đã tăng đáng kể sản lượng theo sắc lệnh quốc phòng nhà nước trên tất cả các loại sản phẩm và bàn giao trước thời hạn. Các hệ thống phòng không gồm S-300 Favorite, S-400 Triumph, S-350 VTS thể hiện hiệu quả cao trong việc tiêu diệt các mục tiêu trên không của đối phương.